Sau hai tập phim hành hạ trái tim khán giả, nhà sản xuất W Tours mới đây vừa tung ra đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường như một món quà bù đắp. Trong phim, tình yêu của Kang Chun và Oh Yeon Ju gặp sóng gió khi anh mất đi ký ức về người con gái mình yêu, khiến khán giả vô cùng đau lòng. Thế nhưng mọi người đừng buồn, vì ngoài đời Lee Yeon Suk và Han Hyo Joo còn tình hơn trong phim gấp vạn lần. Trong clip hậu trường, Lee Yeon Suk phải ở lại trường quay đến tận khuya để thu âm lời thoại cho những cảnh quay trong tập 8. Han Hyo Joo khi đó đã hoàn thành công việc nhưng vẫn nán lại chờ Kang Chun trong trang phục nàng lọ lem. Trước khi bắt đầu ghi thoại, nam diễn viên thể hiện tình cảm thân thiết dành cho đàn chị bằng cách nhéo má và xoa đầu cô. Khoảnh khắc này khiến khán giả chỉ muốn reo lên, kêu cả hai hãy hẹn hò thật sự đi. Sau đó, Lee Yeon Suk như kiệt sức và gặp khó khăn, khiến tiến độ làm việc bị chậm lại. Nhận thấy có thể mất cả đêm để thu thoại, anh chàng quay sang đề nghị Han Hyo Joo về trước. Thế nhưng nữ bác sĩ Oh dịu dàng đáp lại, tôi sẽ chờ cậu. Khiến Lee Yeon Suk vui như trẻ hội và thuận miệng hát lên vài câu hát. Trong khi Lee Yeon Suk ghi thoại cho cảnh quay, Kang Chun chia tay Oh Yeon Ju và nhảy lầu tự tử. Cảm xúc trong giọng nói của anh khiến Han Hyo Joo ngồi cạnh như bị thôi miên, thậm chí suýt bật khóc. Điều này chứng tỏ khả năng diễn xuất tuyệt vời của Lee Yeon Suk vẫn có thể tác động đến cảm xúc người xem mà không cần đứng trước máy quay. Nhờ thành công vang dội của W Tours, Lee Yeon Suk đã được mời tham gia dự án điện ảnh mang tên VIP bên cạnh tài tử Jang Dong-gun. Công ty đại diện YG Entertainment cũng đã xác nhận thông tin tham gia của anh. Trong phim, Lee Yeon Suk vào vai Kwon Tu, con trai của một quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên, đồng thời là một tội phạm giết người hàng loạt trên toàn thế giới. Cảnh sát Hàn Quốc và Interpol đã hợp tác với nhau để bắt kẻ này. Đây là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Yeon Suk. Dự đoán anh sẽ có màn lột xác ngoạn mục trên màn ảnh rộng trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.